Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió Đông Nam, nên trong đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Còn tại các tỉnh phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay đến ngày 11 tháng 7, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc sét là cấp 1. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm có thể xuất hiện nhiều hình thái thiên tai, mưa dông, bão lũ hay là thời tiết thay đổi cực đoan gây bất lợi cho nuôi trồng thủy sản. Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả của thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi thủy sản, ổn định và duy trì hoạt động nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản đã khuyến cáo ngành nuôi trồng thủy sản các địa phương cần chú ý các biện pháp khắc phục thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản sau mưa bão như sau. Thứ nhất, cần xả bớt nước trên tầng mặt, tiến hành chạy máy quay quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước, nhất là đối với những ao nuôi thâm canh có mật độ cao. Bên cạnh đó thì cũng cần kiểm tra, xử lý các yếu tố môi trường nước ao, đầm, nơi đặt lồng bè nuôi, đảm bảo các yếu tố môi trường nằm trong giới hạn cho phép, di chuyển lồng bè đến vùng nuôi có chất lượng nước đảm bảo an toàn nếu cần thiết. Bên cạnh đó thì cũng cần bổ sung vitamin C hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi và thường xuyên theo dõi sức khỏe của thủy sản nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời. Cần sử dụng thuốc, hóa chất để tiêu độc khử trùng và xử lý môi trường nước sau khi mưa bão, lũ tan nếu bị ô nhiễm. Và nếu có thủy sản bị chết thì cần xử lý theo hướng dẫn của cơ quan quản lý địa phương để tiêu độc khử trùng và xử lý môi trường nước. Cần chủ động thực hiện và phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trong quan trắc, cảnh báo sớm diễn biến môi trường vùng nuôi trồng thủy sản. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.